anh chị đây mình đang rất là mong muốn học những cái bí kíp quản lý tiền của những nhà triệu phú ạ à, của các doanh nhân thành đạt ạ à. có không ạ nếu có hãy comment số 1 nào nên chị nào ở đây mình thật sự là đang rất là mong muốn có thể học được những cái bí kíp của những nhà triệu phú hay của các doanh nhân thành đạt ha thì comment số 1 nhé Dạ rồi hôm nay thì thêu lại tiếp tục chia sẻ cho các anh chị một trong những cái bí kíp là làm thế nào để mình có thể biết cách tiết kiệm tiền mà vẫn có thể sống thoải mái được đây là một cái chủ đề mà có rất là nhiều anh chị ở đây mình có thể là gì ạ Đã chưa có biết được và bản thân của thêu trước đây cứ mỗi lần mà mình nghe đến quản lý tiền á là mình thấy hơi áp lực rồi nha mình nghe thấy quản lý tiền là mình cảm thấy là sợ không thoải mái rồi nhưng mà anh chị khá là yên tâm ngày hôm nay theo sẽ giúp cho các anh chị đam mê trong việc quản lý tiền đam mê trong việc tiết kiệm tiền bạc wow hay chưa ạ à? vâng để tiếp và tiếp tục hoàn thành tốt nhất trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một thói quen người thành công là mình sẽ tập trung vào điều mình mong muốn trước khi mình bắt đầu đúng không ạ anh chị hãy hít một hơi thật sâu vào yêu cầu cái kết quả mình mong muốn đạt được để chúng ta cùng nhau ra quyết định cho buổi dung tối ngày hôm nay diễn ra một cách xuất sắc và mình hoàn thành những gì mình bắt đầu xin mời các anh chị ạ cảm ơn anh chị rất là nhiều đã có mặt trong buổi zoom tối ngày hôm nay cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ à. và hôm nay theo chia sẻ cho anh chị những cái bí kíp làm thế nào mình tiết kiệm tiền mà vẫn có thể sống thoải mái được và các anh chị nhá bao nhiêu anh chị ở đây mình đang gặp rất là nhiều cái vấn đề về quản lý tiền ạ à. và mình vẫn không biết làm thế nào để mình có thể gia tăng tiền bạc lên ạ à. mặc dù các anh chị đổ rất là nhiều cái công ăn việc làm mình đổ rất là nhiều cái công việc kinh doanh thậm chí là mình từ đang đi làm thuê chuyển sang làm kinh doanh nhưng cũng không mấy tốt hơn về tiền bạc hoặc là các anh chị vẫn đang chưa biết cách các anh chị vẫn chưa biết cách để mình có thể à dạ, giữ được cái dòng tiền của mình. Có nghĩa mình làm ra được tiền nhưng mà giữ tiền thì mình không có giữ được. Vâng. Ok, bạn theo tặng cho anh chị một câu nói ạ. Dạ. Đó chính là gì dạ? Đây là một trong những tư duy của những nhà triệu phú, đó chính là nếu như bạn muốn có nhiều tiền hơn, hãy học cách quản lý tốt số tiền mà đang có thì bạn sẽ dạ, có nhiều tiền hơn để quản lý. Mà hãy học cách quản lý tốt số tiền mình đang có thì bạn có nhiều tiền hơn để quản lý và hãy học cách quản lý số tiền nhỏ thì mình mới có thể quản lý được số tiền lớn và cách đây hơn gần hơn ba năm về trước thì cũng đã từng là một trong những người không biết cách quản lý tiền bạc cũng rất là đi tìm mọi cái cách để mà gia tăng dòng tiền của mình thật sự thì năm 18 tuổi cho đến năm 25 tuổi thì phải sống trong cái cảnh là gì ạ lo lắng hoang mang sợ hãi và rất là bằng cùng các anh chị có nghĩa là mình rất là cực khổ trong cái việc đi kiếm tiền không có một ngày nào là mình ngủ nướng hay là thức dậy muộn không có một ngày nào mà mình À, dậy muộn ngủ sớm rồi các anh chị ha ngày nào mình cũng thức tới 12 giờ đêm thậm chí rằng là thức dậy rất là sớm mà không biết làm gì để cho ra tiền không biết làm gì để gia tăng tiền bạc lên và mình cứ tìm kiếm mọi cách mọi con đường bởi vì chỉ có một cái thứ mình không biết đó chính là mình không biết mình không hiểu về những nguyên lý tiền bạc mình không hiểu về cái cách quản lý tiền mình không hiểu được cái cách thức để tạo ra tiền bạc mà thôi và mình phải sống trong cái cảnh À, gọi là gì bản thân của mình thì không thiếu ăn không thiếu mặt tại vì mình có cha mẹ lo cho mình nhưng cái thứ mà mình lo lắng đó chính là đến một ngày nào đó cha mẹ mình không còn lo cho mình được nữa thì sao rồi đến một ngày nào đó cha mẹ mình không khỏe mạnh mình không có tiền để báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ mình thì sẽ ra sao đến một ngày nào đó mình già nua xấu xí không có chăm sóc sức khỏe cho mình một ngày nào đó mình già nua xấu xí thì sao anh chị ha Và chính vì những cái nỗi lo như thế mà ngày nào mình cũng thôi thúc mình làm sao để mình gia tăng tiền bạc và mình cứ suy nghĩ về tiền hoài và mình quen đi sức khỏe mình quen đi tất cả những mối quan hệ xung quanh của mình nên là theo rất là hiểu được cái cảm giác của các anh chị nếu như các anh chị đang không làm chủ được tiền bạc các anh chị đang không gia tăng được dòng tiền của mình lên thì rất là thấu hiểu được điều đó nên là theo mới dành những cái buổi chia sẻ về tiền bạc cho các anh chị đây là một cái chủ đề nó rất là hay gây ra sự bàn cãi nhưng mà theo vẫn muốn chia sẻ cho các anh chị bởi vì tôi muốn tất cả anh chị có thể là gì? sống một cách thoải mái được. Nếu như theo không giúp cho các anh chị gia tăng được tiền bạc nhiều hơn thì ít ra theo cũng sẽ giúp cho các anh chị giữ được số tiền mình làm ra. Rất là mong rằng nếu như các anh chị nào đây mình đang không có giữ được tiền bạc sau cái buổi chia sẻ của thường anh chị có thể giữ được tiền bạc của mình gia tăng nó lên nhiều hơn và đạt đến một cái cuộc sống thoải mái về tài chính. Đúng không ạ? Ok và cho đến khi mà theo gặp được môi trường câu lạc bộ các anh chị ha ngay cái tuần đầu tiên được học tập trong môi trường câu lạc bộ thôi thì theo đã hiểu được cái nguyên lý tại sao và khi mà mình hiểu được cái nguyên lý tại sao tạo ra tiền bạc rồi thì bản thân của theo không còn lo lắng nữa theo không còn lo lắng nữa các anh chị vì theo không còn những cái nỗi sợ nữa và mình đã hiểu được cái cách thức như thế nào thì lúc đó mình bắt tay và mình làm thôi và một trong những cái cách thức đầu tiên mà theo học được đó chính là học cách quản lý tiền của những nhà triệu phú của các doanh nhân thành đạt thưa các anh chị ha ok vậy thì làm thế nào đây ạ à? đây là một trong những cách quản lý tiền đầu tiên ha theo sướng hướng dẫn cho các anh chị đầu tiên anh chị phải hiểu cho theo một cái nguyên lý này có một cái nguyên lý tạo ra tiền bạc đó chính là gì à? tất uh, số tất cả số tiền anh chị nhận được nó sẽ bằng tư duy rẻ rễ nhân với giá trị mình trao đi tất cả những cái số tiền anh chị nhận được nó sẽ bằng tư duy gốc rễ của mình nhân với cái giá trị mình trao đi ha đây là cái điều mà các anh chị phải hiểu vậy thì nếu như các anh chị là những người muốn gia tăng tiền bạc các anh chị chỉ cần làm đúng đó chính là hãy gia tăng cái tư duy trí tuệ của mình lên và hãy gia tăng cái giá trị của mình trao đi cho mọi người Và anh chị biết không ạ Theo không phải là cái người sinh ra trong một gia đình giàu có Theo cũng không phải là một cái người sinh ra trong một dòng giỏi, mà một dòng tộc là đi kinh doanh giỏi, gia đình của theo ai cũng làm nông. ai cũng làm những cái công việc không phải là làm kinh doanh. Nên là theo cũng không có được thừa kế bất kỳ một cái tư duy kiến thức gì về kinh doanh của gia đình mình. Và gia đình của theo cũng không phải là gia đình khá giả. Cha mẹ của theo chỉ nuôi theo tới năm đại học là thôi. Cha mẹ của theo không nuôi theo sau khi theo đã ra trường. Và Theo bắt buộc phải tự đi tìm con đường mà kiếm sống cho bản thân. Dạ. Yeah. Nên là rất là biết ơn cha mẹ của mình đã tạo điều kiện cho mình có sự phát triển. Và cha mẹ của Theo đã nói rất là rõ ràng ngay khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó chính là cha mẹ chỉ nuôi con đến khi con tốt nghiệp đại học mà thôi. Sau khi con ra trường thì con phải tự lo cho bản thân của mình. Dạ. Yeah. Rất là tuyệt vời không ạ? nên là cũng có thể đây là một trong những lý do mà cha mẹ có theo để giúp cho theo tự lọc ngay khi mà mình năm 18 tuổi. Ok em ạ. À. Cảm ơn các anh chị ha, các anh chị khen theo nhiều quá, nhiều khi làm theo bị mất tập trung rồi. Ok. Và khi mà theo gặp được môi trường của bộ các anh chị, trước đó bản thân theo nghĩ rằng là chắc là theo sẽ không bao giờ thành công được. đâu chắc là theo sẽ không bao giờ tự do tài chính được đâu chắc là theo sẽ không bao giờ xây dựng công việc kinh doanh thành công được đâu bởi vì sao ạ à? bởi vì theo đã từng chứng kiến rất là nhiều anh chị đi làm kinh doanh thất bại phá sản thì đã chứng kiến rất là nhiều người sếp của mình phải tán gia bại sản mặc dù họ rất giỏi họ rất là nhiều kinh nghiệm họ rất là nhiều vốn lý thì theo nghĩ rằng là những người tài giỏi như thế những người có nhiều kinh nghiệm như thế, có nhiều vốn như thế mà họ vẫn thất bại, họ vẫn thua lỗ. Vậy thì nếu như mình ra kinh doanh liệu có thành công được không? Chắc chắn là mình biết là con đường là không. Nhưng mà rất là may mắn nha chị khi gặp được môi trường có câu lạc bộ thì hiểu được quy luật cân bằng của cuộc sống, quy luật của vũ trụ đó chính là dạ. tất cả số tiền bạn nhận được sẽ bằng tư duy rễ của bạn nhân với giá trị bạn cho đi. Và ngày hôm đó thì rất là hạnh phúc. Và tư duy số 2 thì tất cả số tiền anh chị nhận được nó sẽ được quyết định bởi cái nhiệt kế tài chính trong tâm thức của các anh chị. Và nhờ hai tư duy này nó đã khiến cho Thêu cảm thấy rất hạnh phúc sau ngày hôm đó. Thêu không còn sợ rằng mình sẽ không thành công được nữa. Ít ra nó cũng có một con đường, một cái tia sáng léo lên rằng mình cũng có thể thành công được. Và thế là Thêu đã bám sát vào hai cái tư duy này. Theo đã tập trung hoàn toàn nâng cao giá trị, nâng cao tri thức của mình và học cho mình cái cách để trao giá trị cho xã hội. Thì bước chân vào nhóm rèn luyện doanh nhân chạm tới hóa vàng của câu lạc bộ để mình có thể trang bị cho mình thật là nhiều cái giá trị nhất có thể. Bởi vì khi mà theo ra trường thì theo không có bất kỳ một cái giá trị gì với ai. Và theo đã dành hơn 6 tháng sau đó để học tập và rèn luyện trong nhóm rèn luyện doanh nhân, vừa gia tăng vị kế tài chính của mình, vừa gia tăng giá trị cho cộng đồng vừa học cho mình thật là nhiều những cái bí kíp những kiến thức để mình có thể gì mang được cái giá trị cho người khác và nhờ như vậy thì đã có thể gia tăng được dòng tiền của mình lên gấp 100 lần sau hơn 3 năm học tập và làm việc các anh chị nhé đúng không ạ nên là theo cũng mong rằng tất cả anh chị ở đây nếu như các anh chị đang lo sợ rằng là mình không thể gia tăng tiền bạc được thì các anh chị cứ sống thuận theo hai cái tư duy mà theo vừa chia sẻ thì các anh chị không cần phải lo lắng gì các anh chị cứ bám vào đó Mà tăng trưởng cái dòng tiền cho mình Một cách bền vững Ok Được mà. Vậy thì làm thế nào để gia tăng nhị kế tài chính Theo đã hướng dẫn cho các anh chị Ngày hôm trước Và ngày hôm nay theo sẽ hướng dẫn thêm cho các anh chị Một cái cách quản lý tiền Ngoài ra các anh chị cảm phải Học cho mình cái bí kíp là tích góp tiền bạc Chính vì cái thói quen tích góp tiền bạc của các anh chị Nó sẽ tạo thành một cái năng lượng mà và. và trong cái vũ trụ này nó có quy luật luật hấp dẫn nếu như các anh chị quy luật tập trung các anh chị à, đầu tiên là cái quy luật tập trung nếu như bạn tập trung quy luật tập trung là tập trung vào điều gì thì điều đó mở rộng tập trung vào điều gì thì điều đó mở rộng nên là các anh chị cần phải tập trung vào công việc tích góp tiền bạc Dù anh chị có đang làm nhiều tiền hay ít tiền, dù là ít tiền hay là nhiều tiền thì bạn cũng phải tích góp tiền bạc. Bởi vì bạn quản lý tốt số tiền mình đang có thì mình mới có nhiều tiền hơn để quản lý, anh chị nhớ chưa ạ? Ok hãy tích lũy tiền bạc mỗi ngày khi mà bạn tập trung vào số dư số dư mở rộng Và khi mà các anh chị tích lũy tiền bạc mỗi ngày á, Nó sẽ thông qua luật hấp dẫn Các anh chị sẽ tỏ ra một cái tần số năng lượng Đó chính là tần số năng lượng của những người dư giả về tài chính Thì thông qua luật hấp dẫn anh chị sẽ thu hút những cái cơ hội, những nguồn lực, những tư duy, những cái kiến thức có thể giúp cho các anh chị gia tăng dòng tiền tốt hơn. Và với những cái điều mà theo nó này, các anh chị sẽ không có lý giải được. Nhưng mà nếu như các anh chị lý giải theo tầm số năng lượng thì các anh chị sẽ hiểu. Đúng không vì khi các anh chị tích lũy tiền bạc là các anh chị đang tập trung vào cái số dư và tập trung cái gì thì cái điều đó mở rộng. Các anh chị quản lý tiền, các anh chị tích lũy tiền bạc cho mình các anh chị sẽ có nhiều tiền hơn để tích lũy ok không ạ thì các anh chị sẽ làm như thế nào đây đầu tiên các anh chị có thể mua tiền cho theo tiền mua cho theo cuốn sách người giàu có nhất thành babylon thì theo không ở đây đây ạ à. cuốn sách người giàu có nhất thành babylon là một trong những cái cuốn sách quản lý tiền hiệu quả nhất mọi thời đại các anh chị cần phải mua về đọc cho mình được không ạ cuốn sách này thì nó rất là mỏng và nó cũng rất là ít tiền nên các anh chị có thể lên mạng hoặc là ra nhà sách tìm kiếm mua cuốn sách này được không? Theo chỉ là cái người chia sẻ sách thì cũng không có bán sách được các anh chị. Các anh chị hãy mua cuốn sách này về và đọc ít nhất là ba lần đầu tiên. <laughs> Tùy theo cảm nhận của mỗi anh chị ha. Để đọc lần đầu tiên các anh chị sẽ không có cảm nhận gì đâu. Các anh chị đọc lần thứ ba thì các anh chị sẽ bắt đầu thấy mình có dấu hiệu thích tiền hơn. Được ạ? Các anh chị đọc lần thứ ba thì em theo tin rằng là các anh chị sẽ bắt đầu yêu công việc, yêu làm việc và thích trân trọng cái đồng tiền hơn. Hãy đọc nó. Đọc sách không phải là để biết các anh chị. Đọc sách là để lập trình tư duy. Và cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon này nó sẽ kể cho anh chị rất là nhiều câu chuyện của những người từ nô lệ trở thành doanh nhân, thương nhân giàu có. Và khi mà các anh chị đọc cái câu chuyện của những người từ nô lệ mà nhờ những cái đồng tiền, nhờ cái việc họ biết quản lý tiền mà họ có thể trở thành một thương nhân, một doanh nhân giàu có thì các anh chị sẽ có một cái niềm tin. Đầu tiên là mình có một cái niềm tin rằng là mình là người tự do, mình cũng có thể trở thành một cái người thương nhân giàu có được. Và anh chị có một cái niềm tin bên trong các anh chị nó tạo cho anh chị một cái niềm đam mê, yêu quý công việc, thích làm việc hơn là chơi bời. Anh chị đọc làm sao mà từ một cái người xem công việc của mình rất là bình thường Trở thành một cái người rất là đam mê và yêu quý công việc của mình Yêu quý được làm gì Và cái thứ ba là từ một cái người hờ hứng với tiền bạc Sẽ trở thành một cái người trân trọng từng đồng tiền các anh chị có Và theo tin rằng là các anh chị sẽ không phí phạm bất cứ đồng tiền nào Nếu như các anh chị nhiễm từ được những cái câu chuyện trong sách này Và anh chị đọc sách cho đến khi nào anh chị có được cái cảm giác đó Thì theo tin rằng là cuốn sách đó đã bắt đầu thấm đẫm vào trong tế bào các anh chị đó là những gì mà cuốn sách người giàu có nhất thành phố đông đã mang lại cho theo cái thời điểm đầu tiên theo bắt tay trên cái hành trình xây dựng cái sự nghiệp cho mình và theo tin rằng là đây là cuốn sách người thầy của theo đã giới thiệu cho theo cũng là cái cuốn sách người thầy của người thầy theo đã giới thiệu cho nấy đọc và đây là cuốn sách của các bậc thầy họ luôn giới thiệu cho các anh chị đọc và đây là cuốn sách quản lý tiền hiệu quả nhất mọi thời đại. Nó được lưu trữ từ thời Babylon cho đến ngày hôm nay. Thì các anh chị cũng phải hiểu nó đã đặc biệt như thế nào. Và khi các anh chị tìm mua thì nhớ mua cái phiên bản mới nhất được không ạ? Cái, cái việc tái bản mới nhất đây thì nó đầy đủ hơn. Nó cụ thể hơn, nó rộng rãi hơn, nó chi tiết hơn. Hơn là cái phiên bản cũ. nhà các anh chị nhé. Và theo luôn nói các anh chị là đọc sách không phải là để biết. Đọc sách là để lập trình, khi nào mà các anh chị lập trình được cái tư duy Các anh chị sẽ thay đổi được cảm xúc Từ cảm xúc nó sẽ thay đổi được cái hành động của các anh chị Ok Rồi Thì trong cái cuốn sách này nó sẽ hướng dẫn cho các anh chị Cái cách quản lý tiền hiệu quả nhất mọi thời đại Thì bây giờ theo sẽ hướng dẫn cho các anh chị Nhưng mà bản thân các chị về phải đọc sách Được không ạ à? Theo đã nói rồi Đọc sách không phải là để biết Mà để chuyển đổi cảm xúc cho các anh chị và bản thân của theo đọc lần thứ ba thì mới thật sự chuyển đổi được cảm xúc từ một cái người trơ trọi với tiền bạc đó mà không biết trân trọng đồng tiền không có đam mê trong công việc không có niềm tin chiến thắng và đã được thay đổi hoàn toàn ok rồi được ạ đó chính là cái việc mà các anh chị có thể tự ứng dụng nếu như các anh chị muốn nhanh hơn các anh chị có thể cho phép mình được vào nhóm rèn luyện doanh nhân chạm tới hóa dạng câu lạc bộ các anh chị sẽ được câu lạc bộ có những cái quy trình trong nhóm rèn luyện thân tâm trí để khai mở cái trí tuệ cho các anh chị để thay đổi cái hệ thống niềm tin về tiền bạc cho các anh chị đặc biệt là 10 giờ sáng chủ nhật tuần này đặc biệt là 10 giờ sáng chủ nhật tuần này trong nhóm rèn luyện thân tâm trí các anh chị sẽ được lập trình lại 72 niềm tin về tiền bạc anh chị sẽ được lập trình lại tất cả những cái niềm tin về tiền bạc sẽ giúp cho các anh chị tỏa ra một cái năng lượng cùng tần số với tiền và nếu như các anh chị nào ở đây mà bị gọi là không có khai thông được tiền bạc lâu ngày, lâu năm, lâu tháng thì ngay trong cái quy trình ở cái chủ nhật tuần này có thể giúp cho các anh chị khai mở luôn. Sau cái quy trình của chủ nhật tuần này em theo tin rằng là dòng tiền của các anh chị nó sẽ được khai thông và nhiều hay ít thì tùy theo cái khả năng của mỗi anh chị được không ạ với điều kiện các anh chị phải tập trung lắng nghe ghi chép nha chứ còn vô ngồi mà không tập trung thì không có giúp được tập trung một trăm phần trăm nó mới tạo ra cái sự hiệu quả đắt giá và đối với những anh chị trong nhóm rèn luyện thân tâm trí của câu lạc bộ thì các anh chị sẽ được cái gì đó chính là cứ hai tháng các anh chị sẽ được làm quy trình này một lần cứ hai tháng các anh chị sẽ được làm một lần có nghĩa là cứ hai tháng anh chị sẽ được câu lạc bộ lập trình lại cho các anh chị một lần anh chị dùng không thiệt vời không ạ à? đó là lý do tại sao là gì ạ à? anh chị có môi trường hỗ trợ cho anh chị thành công nó sẽ tốt hơn các anh chị sẽ tự mò mắm một mình nha yeah. nên là anh chị nào đây mình biết đi môi trường câu lạc bộ rồi thì sao ạ à? thì uh, không có còn lẽ lo nữa đâu ạ à. ok đừng có sợ lẽ lo nhé ok các anh chị hiểu rõ chưa ạ à? vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu về thực hành sau đây anh chị nhớ giúp em ạ à. mỗi một ngày các anh chị phải chuẩn bị cho mình một cái quỹ một cái lọ thủy tinh trong suốt như thế này và các anh chị nhớ bỏ tiền vào được không bỏ tiền vào hãy nhớ bỏ tiền vào mỗi ngày để mình dạ, để mình tạo cho mình cái thói quen trả tiền đi vào tất cả các anh chị ở đây ngày nào anh chị cũng trả tiền đi ra anh chị trả tiền cho người khác giàu lên thì bây giờ các anh chị hãy tập cho mình thói quen trả tiền vào để trả cho mình vào hướng cái dòng tiền đi vào cho các anh chị và đối với những anh chị nào trước giờ mình cứ chi tiền đi ra ngoài nó quen rồi thì bây giờ mình phải tập trung nhanh chóng luyện thói quen dòng tiền đi vào được các anh chị ơi. rồi thói quen số 2 các anh chị nhớ thói quen số 2 đó chính là gì ạ tất cả các anh chị ở đây khi mà mình có tiền lợi nhuận thì mình nhanh chóng trích ra ít nhất là 10% bỏ vào cái quỹ tự do tài chính cho mình trích ra nhanh chóng trích ra ít nhất 10% bỏ vào quỹ tự do tài chính cho mình ngay lập tức số tiền còn lại mình mới cân đối chi tiêu xong anh chị không ạ à? làm cho đúng anh chị đừng làm ngược làm ngược có nghĩa là sao ạ à? là anh chị chi tiêu trước còn thừa bao nhiêu thì mới mới đem đi cắt và đi tiết kiệm không bao giờ thừa nếu như cái số tiền các anh chị ha hiếm lắm nó mới thừa các anh chị bởi vì sao ạ à? bởi vì cái quy luật của vũ trụ là gì ạ à? khi các anh chị gắn tiền bạc anh chị gắn này số tiền này là dùng để chi tiêu thì nó sẽ dùng để chi tiêu anh chị chi kiểu gì nó cũng hết đó. nếu mà anh chị không có việc gì để chi thì vũ trụ nó sẽ làm cho các anh chị xảy ra chuyện này chuyện kia để các anh chị chi tiền anh chị công nhận mà bao nhiêu anh chị ở đây bỏ tiền ra cái quỹ chi tiêu của mình tiêu bao nhiêu nó cũng hết có không ạ tiêu kiểu gì nó cũng hết hết anh chị nắm được không? Ừ uh -huh. Dạ, là bởi vì sao mà bắt đầu quy luật của vũ trụ rồi. Tiền bạc nếu như anh chị gắn cho nó Có sứ mệnh gì nó sẽ làm việc đó. Anh chị gắn cho nó sứ mệnh là gì à? À lãnh lương về là để tiêu xài, là ra về nó xài hết luôn. Đấy, nhưng mà những người thành công họ có một cái niềm tin khác, đó chính là họ xem tiền bạc là những cái gọi là những cái đồng tiền có thể giúp cho họ tạo ra được cái sự tự do tài chính trong tương lai. Mục tiêu đi kiếm tiền của những người thành công là những cái đồng tiền của họ sẽ giúp cho họ tự do tài chính trong tương lai. Còn mục tiêu đi kiếm tiền của những người chưa thành công là bởi vì họ muốn kiếm tiền để chi tiêu trong cuộc sống. Vậy thì các anh chị phải nhanh chóng gì ạ? Trích 10% cho đến 50% bỏ vào quỹ tự do tài chính của mình. Và số tiền còn lại sẽ cân đối chi tiêu xong. Các anh chị có làm điều này chưa ạ? Các anh chị có làm cái điều này kỷ lục chưa ạ? Và cái số tiền bỏ vào quỹ Vị do tài chính thì các anh chị chỉ dùng để gia tăng tài sản mà thôi. Là tài sản là cái gì thì ngày hôm qua em Thư cũng đã có chia sẻ cho các anh chị rồi. Chính là tài sản hàng đầu là tài sản sức khỏe, tài sản trí tệ, tài sản mối quan hệ. Sau đó mới đến tài sản vật chất. Ok. Quỹ số 3 nè. <laughs> Vậy thì mình sẽ quản lý chi tiêu như thế nào cho hợp lý? Ok, và bên trong con người các anh chị nó có hai con người, đó chính là con người trách nhiệm và con người ăn chơi. Nếu như các anh chị trích ra 10% để gia tăng tài sản cho con người trách nhiệm của mình rồi thì các anh chị phải trích thêm 10% vào cái quỹ gì ạ? Cái quỹ ăn chơi. Cái quỹ gì ạ? Cái quỹ được tiêu tiền mình muốn. Được không ạ? À? đây là cái khúc mà anh chị có muốn sống thoải mái hay không có nằm ở đây. Tại vì bao nhiêu anh chị ở đây mình cứ đi làm, mình có trách nhiệm con người mình nó cao. Nên là mình đi làm bao nhiêu tiền á, mình cứ để dành để để bỏ vô các xét, bỏ tiền vô các xét, bỏ tiền vô ngân hàng, bỏ tiền như đâu ạ, à? bỏ tiền vô tích lũy mua đất, mua cổ phiếu, mua đồ các thứ. Nhưng mà gì ạ, à? không có biết tiêu xài, không có biết tận hưởng cuộc sống là như thế nào. Vậy thì các anh chị cần phải gì ạ, à? dù anh chị có đang gì ạ. À? À, mình có đang gì làm như thế nào thì anh chị cũng phải trích chơi mình 10% phần trăm gọi là cái quỹ cái quỹ free cái quỹ cho phép mình được tận hưởng cuộc sống nếu như tháng đó các anh chị làm ra 10 triệu thì các anh chị phải cho phép mình được sử dụng một triệu theo cái ý mà mình mong muốn được không ạ à? và nếu như tháng đó các anh chị được làm ra 20 triệu thì các anh chị được phép cho ý mình được sử dụng theo cái ý mình mong muốn là hai triệu các anh chị có thể mua cho mình một cái bộ quần áo đẹp hoặc là cho phép mình được lên một cái nhà hàng sang trọng để mình được tận hưởng cuộc sống là như thế nào khi cái con người bên trong các anh chị nó được xài tiền nó được sử dụng tiền thì nó sẽ cảm thấy gì vậy? à nó cảm thấy là kiếm tiền thật là sung sướng có tiền thật là sung sướng thì nó mới muốn giúp cho các anh chị có nhiều tiền hơn còn nếu như mà các anh chị để cho con người bên trong của mình nó đói nó khát nó cảm thấy túng thiếu, nó muốn cái gì cũng không được, nó cần cái gì cũng không có tiền để mua. để anh chị cứ luôn cho nó đói khác, thì cho đến một ngày nào đó nó bứt, nó không muốn làm việc nữa và nó sẽ phá nát tất cả số tiền các anh chị tích lũy được. Bao nhiêu anh chị ở đây mình đã từng phá nát tất cả số tiền mà tích lũy được ạ. À? Nên là nó mới có một cái tư duy là tha mình quản lý nó, còn hơn là để nó phá mình. Bên trong mỗi anh chị ở đây mình luôn có con người hưởng thụ bên trong. Nếu như anh chị để nó đối khác, chắc chắn nó sẽ phá cái anh chị. Phá ở đây có nghĩa rằng là đến một ngày nào đó, con người bên trong các anh chị nó sẽ cảm thấy rằng là cuối cùng mình kiếm tiền chứ giờ. Cuối cùng rồi mình cố gắng, mình nỗ lực, mình vất vả mình cày mình đi kiếm tiền rồi để làm gì vậy khi nào mà nó hỏi cái câu này là coi như anh chị hết đát rồi đó nha đó và nó sẽ có một suy nghĩ thôi bây giờ mình cứ tiêu xài đi nên bây giờ cứ tiêu xài đi ai biết được tương lai như thế nào nên bây giờ cứ tiêu xài đi thế là gì dạ, bao nhiêu số tiền tiết kiệm các anh chị nó khiến cho các anh chị lấy ra tiêu xài hết và không kiểm soát được luôn và có rất nhiều anh chị đã bị thâm nợ rớt vào cái cảnh như thế này chỉ vì không quản lý được con người bên trong vì vậy nên là nếu anh chị nào đây mà bao nhiêu năm nay mình chỉ biết tích góp tiết kiệm tiết kiệm rồi tiết kiệm không có biết đầu tư cho bản thân không có biết cách trích tiền để tận hưởng cuộc sống thì ngay bây giờ các anh chị hãy làm lại đi. Trích ít nhất cho mình 10 cho đến 50% vào cái quỹ gia tăng tài sản. 10 hoặc là 50% vào quỹ gia tăng tài sản. Và anh chị có thể trích 5 cho đến 10% vào cái quỹ hưởng thụ của mình. Nếu như các anh chị làm ra 500 triệu, anh chị sẽ có 50 triệu để được mua cái thứ mà mình thích. Nếu các anh chị làm ra 1 tỷ lợi nhuận, các anh chị được có 100 triệu để được mua cái thứ mà mình thích. Nghe tới đó anh chị thấy có động lực để làm ra tiền không ạ? À? Nếu các anh chị làm ra 10 triệu Các anh chị có 1 triệu để được xài cái thứ mà mình thích Thì đây là cách giúp cho anh chị có thể tiết kiệm tiền Mà vẫn có thể sống thoải mái được Cái số tiền còn lại Mình sẽ cân đối chi tiêu Rồi các anh chị ơi Số tiền còn lại mình sẽ cân đối chi tiêu Cuộc sống của em theo Sau khi em theo biết điều này Em theo cảm thấy rất hạnh phúc với số tiền mình làm ra dù theo có làm ra bao nhiêu tiền thì theo vẫn sống đúng với cái bản chất của mình nếu như theo làm ra 10 triệu thì Thư sẽ mua cho mình cái áo là 500 ngàn Mỗi tháng thì sẽ mua được cho mình hai cái áo 500 ngàn Đây là cuộc sống sự thật của Thư Anh chị biết không ạ Cái giai đoạn đầu khi theo mới đến môi trường câu lạc bộ thì bước chân vào nhóm rèn điện doanh nhân Thời điểm mới đầu tiên theo chỉ bán được một vài đơn hàng Thư chỉ có một và 10 triệu lợi nhuận Và theo chỉ chi tiêu gì theo trích ngay một triệu Thư mua cho mình hai bộ đồ trị giá 500 ngàn các anh chị một bộ 500 ngàn là hai bộ 500 ngàn trước đó theo chỉ mặc những bộ quần áo chỉ có 50.000 ngàn thôi anh chị thấy theo đã lên đời chưa theo rất hạnh phúc với cái bộ quần áo 500.000 ngàn đấy và theo tiếp tục gì ạ tiếp tục rèn luyện tiếp tục phát triển để mình có thể gì ạ tăng được cái kỹ năng bán hàng của mình hơn mình sẽ tăng được cái số lượng khách hàng mình nhiều hơn mình tiếp tục gia tăng lợi nhuận cho mình lên 50 triệu thì anh chị biết không ạ theo đã dành ra 5 triệu để được mua cho mình cái bộ quần áo thì đã bước vào một cái shop hiệu cái shop hiệu đó nó bán một cái áo trên một triệu một cái quần trai một triệu và theo mua một bộ cho mình là hai triệu và 5 triệu đó theo mua được hai bộ đồ rưỡi và anh chị biết không ạ hai bộ đồ đó cho đến giờ phút này thì vẫn còn giữ đó là một cái sự kỷ niệm để mà theo đã nâng cấp cái phong tập phong cách sống của mình lên và sau khi mà theo lại tiếp tục tăng trưởng thì đã tạo được cái thu nhập 100 triệu lợi nhuận anh chị biết mà theo đã trích ra 10 triệu thì đã đi vào những cái shop quần áo trong Sài Gòn đắt đỏ hơn một bộ quần áo như vậy là 5 triệu thì đã sở hữu cho mình hai bộ đầu tiên một bộ trị giá là 5 triệu đồng và cái bộ đồ theo đang mặc trên người đây không giấu gì các anh chị nó là hơn 3 triệu trong cơ người của theo không ạ đó chính là gì ạ đó là cái sự nâng nâng tầm phong cách sống của theo theo vẫn tiết kiệm được nhưng mà theo vẫn sống thoải mái so với cái mức thu nhập của mình dù theo có làm ra bao nhiêu tiền thì vẫn cảm thấy hạnh phúc với cái số tiền mình làm ra nữa các anh chị và theo rất có động lực để gia, gia tăng thu nhập của mình lên nhiều hơn nữa bởi vì theo tự hứa với lòng mình là theo sẽ trích ra ít nhất từ 5 đến 10% để thưởng cho bản thân của mình. Và vừa rồi theo có đi chuyến du lịch bên châu Âu, anh chị có biết không ạ? À? Theo đã thưởng cho mình một cái chiếc đồng hồ trị giá là 100 triệu. Bởi vì trong cái năm đó, trong hơn 6 tháng trước đó theo đã tạo ra hơn 1 tỷ lợi nhuận cho mình. nên theo đã trích ra cho mình 100 triệu để theo thưởng cho mình cái chiếc đồng hồ. Giá. Yeah. Đây là câu chuyện có thật trong cuộc đời của theo các anh chị. Hãy sống đây là cái cách mà theo muốn hướng dẫn các anh chị hãy đi lên theo đi lên từ cái thu nhập nhỏ nhất của mình chứ theo không phải là sinh ra đã giàu có hay là sinh ra đã tài giỏi sẵn rồi các anh chị tất cả đều phụ thuộc vào năng lực của theo và theo rất là biết ơn môi trường câu lạc bộ đặc biệt là nhóm rèn luyện doanh nhân chậm cho hóa vàng. người thầy của theo đã chia sẻ hết tất cả những kiến thức mà nay có được để cho giúp cho các anh chị trở thành một con người có giá trị hơn biết làm kinh doanh tạo ra tiền cho mình khi các anh chị đã hiểu được câu chuyện kinh doanh, các anh chị xây dựng công việc kinh doanh của mình, thời điểm đầu tiên mình có thể làm ra ít tiền, nhưng mà kỹ năng anh chị tăng, kiến thức anh chị tăng, anh chị hãy gia tăng lên. Anh chị có thể gia tăng được cái thu nhập của mình lên. Được không ạ? Nó là cái cơ hội duy nhất để giúp anh chị có thể tăng trưởng được cái thu nhập của mình. Và anh chị biết không ạ? Hơn 3 năm vừa qua, thì đã trích cho mình, bởi vì mua quần áo thì 50 triệu một tháng mình đâu có xài hết được các anh chị thì đã tích lũy tích lũy cho mình và theo đã mua được cho mình một cái chiếc xe ô tô như mình mong ước bằng cái số tiền mà mà mình đã trích ra để tặng hưởng cho bản thân à, gần hơn à, gần 4 năm làm việc các anh chị thưa mới sở hữu cho mình chiếc xe đầu tiên có một số anh chị nói rằng là tại sao thưa không mua xe à, sớm hơn à, thưa không có mua đâu ạ à, bởi vì thưa không có thích chạy theo đua đòi với người khác đâu ạ. Theo chỉ trích khoảng chừng 10 cho đến 20% đều thu nhập của mình chỉ để Tặng thưởng cho bản thân thôi. Còn lại gì ạ? Theo vẫn phải đúng theo cái cái cách quản lý chi tiêu. Như vậy thì mình mới không bị áp lực về tài chính. Hai các anh chị nhé. Và anh chị biết không ạ, à? theo đã à, dùng cái quỹ của mình, cái quỹ cho đi các anh chị ha, thì có quỹ cho đi thì cái quỹ cho đi và theo có một cái quỹ gọi là cho cha mẹ của mình báo hiếu là cha mẹ của mình theo để dành 10% trong cái thu nhập của mình sau khi mà theo đã gia tăng được lợi nhuận mình nhiều hơn theo để dành 10% thu nhập của mình để báo hiếu cho cha mẹ của mình tại vì có mục tiêu ngày đầu tiên mà xây dựng sự nghiệp của mình chính là theo sẽ báo hiếu cho cha mẹ và tất cả 10% cái số tiền mình để báo hiếu cho cha mẹ ngoài cái việc mà theo chu cấp dinh dưỡng đầy đủ cho cha mẹ của mình thì ngoài ra theo còn để dành một phần để tặng cho cha mẹ mình mỗi tháng giống như cha mẹ mình có một cái khoản thu nhập thụ động từ mình bởi vì cái công ơn đã nuôi mình không lớn ngoài ra theo còn gì à, để dành cái quỹ đó cho nó xây được cho mẹ mình một cái ngôi nhà bự gấp bốn lần cái ngôi nhà ngày xưa ok được không ạ à? rất là tuyệt vời đó là cái câu chuyện của thương về cái việc mà quản lý tiền nên là theo khuyên các anh chị không cần phải chạy theo đua đồ đừng có đua đòi các anh chị mà hãy gì à? làm tới đâu tiêu tiền tại đó đúng không ạ? Nếu như mình làm ra 100 triệu Thì mình được phép tiêu 10 triệu mỗi tháng Nếu mà làm ra được 10 triệu Thì mình chỉ được phép tiêu xài 1 triệu mà thôi Nếu như các anh chị đúng theo công thức như thế này Thì tôi tin rằng là anh chị có thể vừa tiết kiệm được Mà vẫn có thể sống một cuộc sống thoải mái Theo cái bản chất Theo đúng theo cái nhu cầu Theo đúng theo cái nhiệt kế tài chính của mình Và nếu anh chị muốn tiêu tiền nhiều hơn Thì hãy gia tăng thu nhập lên Rồi hãy tiêu tiền Được không các anh chị Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều Đã đồng hành với Theo trong buổi tối ngày hôm nay Và bây giờ mình sẽ qua cái phần kế tiếp Đó chính là dạ, chúng ta sẽ thực hành Những thói quen người thành công Và được gặp một doanh nhân, đó chính là người thầy của Theo Sẽ chia sẻ cho anh chị thêm những tư duy, công cụ, kỹ năng Giúp cho các anh chị gia tăng thêm Cái nhiệt kế tài chính của mình Và hiểu hơn về câu chuyện đi kinh doanh như thế nào Và xin mời các anh chị Đón xem ở phần kế tiếp Trong buổi dùng tối ngày hôm nay à. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều à. I love you, thank you gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã hỗ trợ cho Thêu để có một cái buổi dùng tuyệt vời này. mời ban tổ chức có thể giúp Thêu chia sẻ cái phần dùng kế tiếp nhé. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. À. Rồi anh chị nào ở đây mình ngồi học cũng khá là lâu á. Là vì các anh chị 10 giờ chúng ta mới kết thúc nên các anh chị hãy cho phép mình có nước uống nhé. Được nè. Phải có nước uống ở kế bên hãy có nước uống nha, có vở, có bút để ghi lại. Sau khi ghi xong, các anh chị hãy gửi bài ghi chép của mình cho trưởng nhóm của mình nhé. Phải gửi các anh chị ha, à, để gì à? À, để trưởng nhóm các anh chị giúp cho các anh chị cài đặt những cái niềm tin mình học được vào trong tiềm thức của mình. Anh chị nhớ ghi chép lại được mà, ghi ít cũng được, ghi nhiều cũng được. Miễn sau có ghi. Cái việc mà anh chị viết lắp nhiều quá, tại vì khi mà mình học bằng viết á, nó sẽ học bằng cả trái tim. Còn nếu mà anh chị học bằng nghe Thì mình chỉ học bằng não thôi Còn mình viết ra Mình sẽ học luôn bằng cả trái tim Trái tim của các anh chị Là bộ não thứ hai của mình Được không ạ? À? Yên tâm Anh chị nào mới nghe lạ quá Thì không sao Sắp tới là chúng ta sẽ được rèn luyện mà thôi Anh chị ha Rồi Chúng ta sẽ cùng nhau Gửi lời cảm ơn Đến ban tổ chức